Này đoạn có máy mới đây. Đèo. Tôi giờ màn học hết rồi. Màn xong hết rồi các bạn. Nhưng mà gạch lại không bỏ thay màn. Thấy khách bảo kẹt phím à, hư phím. À đấy, thấy hiện tượng rồi đấy. Phím này hoạt động này. Tháo pin ra. Cạy cạy phím này ra vệ sinh này. Mình sẽ tiến hành vệ sinh nha. Lắp pin rồi chạy thử xem. Đấy, vẫn chạy. Kẹt thế này. Thái vệ sinh nhé.
bệnh về. Đây là con Dell in person 3458 mọi người nhé, chắc phải thay bàn phím khác thôi chứ không sửa được, nó bị đứt mạch rồi chứ ít trường hợp đã sửa được lắm, có sửa thì nay mai nó cũng bị lại, bị nhiều phím khác. Giờ mình tiến hành thay bàn phím mới cho nó nhanh. Phím này đặt là 165k để thay cả công đưa vào thì hết khoảng 250. Đây là phím mới luôn nhé, bảo hành 12 tháng. Đó, cái phím kia nó bị chết với cái phím cách ấy, phím to nhất ở dưới cùng bàn phím đấy mọi người, phím dài nhất đấy, phím phím gọi là đấy, gọi là phím cách. Khi mình gõ bên bảng thì mình đập phím đấy là nó sẽ cách, chắc là cũng dùng phím đấy nhiều cho nên nó đứt mạch rồi. Ở đầu cáp này thường có một lớp băng keo, mọi người bóc nó ra nhé để cho nó nhận. Người ta dán vào để chống nó bị chảy bóp. Rồi thay bàn phím này thì được thôi. Bàn phím này thì đánh giữ gìn vệ sinh thì cũng lâu hỏng lắm. Trừ trẻ con chơi game mà cứ đập mạnh thì nó bong mạch ra thì nó hỏng thôi. Chứ bình thường mà mình đánh văn bản thì cũng rất lâu hư. Thường không thể hư được, chỉ có trẻ con các cháu đánh game riếc các bạn gõ mạnh quá thì nó bong mạch thôi. Thấy hết luôn nhá, giờ nó không còn cách ra nữa. Vừa nãy mình cứ nhấp chuột vào những cái này là chữ nó sẽ chạy, nó tự động.
Bây giờ lắp bàn phím mới vào là ok rồi đấy, không bị nữa. Vừa nãy khởi động cái là nó chạy chữ luôn, bởi vì nó bị kẹt. Rồi ok rồi mọi người. Ready to tweet me.